Nhau đi. Chào em. Chào anh ạ. Em muốn hỏi, bắt đầu trước hay bắt đầu trước? Anh nhỉ? Dạ. Anh tên là Long, là Nguyễn Hồng Long. Mọi người gọi anh là Jay. À, năm nay anh 25 tuổi. Anh thì ở đâu ạ? Anh ở ngoài Hà Nội. Anh qua đây một tuần rồi. Chắc lúc đầu thấy anh chắc là em nghĩ là kiểu mặt này nóng lắm. Nóng? Nghĩa là anh xăm hơi nhiều ấy. Nên là em phải mặc để che anh xăm ấy. Chứ không phải là anh muốn mặc cái này đâu. Nóng quá. Kiểu em có thành kiến gì với kiểu việc xăm mình không? Em cũng có mà. Thế á? Em anh xăm bên này, ngực với cả cổ. Em cũng thích mà, em cũng thích hình xăm lắm. Nhưng mà kiểu như là em không, gia đình không cho phép mình xăm á. Kiểu chỉ là xăm hình nhỏ nhỏ thôi. Bây em đang đi học hay đi làm? Em đang đi làm. Kiểu làm về cái gì? Bán hàng. Bán hàng? Dạ, hồi trước anh cũng làm bán hàng. Trước anh làm nhiều nghề lắm. Bắt đầu đi làm thì anh làm đầu bếp này. Sau anh làm xe bán điện thoại này. Hiện tại thì anh đang làm huấn luyện viên. Có thể gọi là giáo viên. Về group X ở trong phòng gym. Nó cũng là một bộ môn mới mà. Kiểu đấm võ theo nhạc, nâm tạ theo nhạc. Kiểu nói chung là khá là vui. Có thời gian nên tham gia thử. Em cũng thích mấy cái đó lắm luôn á. Thế á? 21 là em muốn đi tham gia ra đó. Em phải chạy ra Bắc, bay ra Bắc. Không nhất thiết, em cứ ở đây anh tự đến thôi. Xin chào bạn. Chào chị ạ. Bạn giới thiệu một chút về mình đi. Em tên là Nguyễn Hồng Long, năm nay em 25 tuổi. Em đang sinh sống ở Hà Nội. Đang Hà Nội, thì em vào đây để quay chương trình hả? Vào đây để sinh nhật anh trai em. Ồ, vào đây là bao nhiêu lâu? Là một tuần rồi. Một tuần. Thực ra là cũng là một cái duyên thôi. Em đọc được ở trên mạng, tức là em gửi thông tin của mình. Em đang làm công việc gì? Hai công việc chủ yếu, đấy là huấn luyện viên. Là viên bộ môn cả? Mới trong một phòng gym. Là làm gì trong? Môn cụ thể em dạy là đạp xe với cả body combat. Wow, body combat là làm gì nè mọi người? Đấm theo nhạc đấy ạ. Đấm theo nhạc mọi người. Đó, công việc thứ hai của em là diễn viên tự do. Thể loại mà em hay tham gia là hành động. Mà em hay đóng những cái mà hơi ngầu ngầu một chút, xong rồi ít nói, xong rồi mặt gầm gừ có vẻ nguy hiểm. Khi mà chị nhìn mặt em thì chị cũng thấy có thể là hơi dữ, hơi nguy hiểm một tí xíu. Tiếp xúc thì em rất là hiền. À vậy hả? Kiểu đa số người ta nhìn em lúc đầu ấy thì cảm thấy là hơi khó gần. Vậy kể cho chị nghe về những mối tình trước đây của em đi. Nếu mà chính là có ba thôi. Và cái đáng nhớ nhất của mình là 7 năm. Lý do chủ yếu tại sao chia tay? Thì kiểu người ấy có người khác, nhưng mà mình cũng không thể trách được. Nhưng mà bọn em thì cũng còn khá là trẻ. Thì đây là một nửa là muốn trưởng thành, một nửa vẫn còn trẻ con. Có thể lúc đấy mình vẫn chưa đủ quan tâm, với cả mình bị ham chơi cũng chưa trưởng thành. Nên là người ta cũng phải tìm cho mình một cái người trưởng thành hơn. Em độc thân bao nhiêu lâu rồi? Cho tới khi em gặp chị? Cũng 2 tháng. Thế có chắc chắn là dứt điểm với các mối tình cũ chưa? Rồi ạ. Không còn liên lạc? Đúng ạ. Những người bạn gái cũ của em có phát hiện ra có điểm chung gì không? Hơi mụn mĩm một chút, với cả tóc thì tầm dài ngang vai. Cái mụn mĩm của người miền Bắc là kiểu mặt hơi tròn tròn ấy. Chứ không phải là người kiểu mụn mĩm ấy. À, vậy thì có phải là em thích những bạn gái hơi mụn mĩm một xíu không? Tóc ngang vai. Đúng ạ. Trẻ hơn hay là tầm tuổi bao nhiêu? Em thích lớn tuổi hơn. Em thích lớn tuổi hơn bao nhiêu? Những người mà em yêu ấy, toàn hơn em tầm 2-3 tuổi. 2-3 tuổi, là bây giờ sinh năm khoảng 92-93. Rồi, có cần phải là cô gái miền Bắc, miền Trung, miền Nam gì không? Nghĩa là con gái, nghĩa là con gái. Ok. Như mọi người biết kiểu con trai miền Bắc thì rất thích kiểu con gái miền Nam ấy. Kiểu giọng con gái miền Nam thì kiểu ngọt ngào, xong rồi kiểu nhìn nhẹ nhàng hơn. Con gái miền Bắc thì giọng hơi đanh một chút, với cả hơi gây gớm một chút. Ôi trời ơi, cái đấy tôi không có dám nói nha. Nhưng mà thường các bạn nam miền Bắc thì đúng là có một sự thu hút với các bạn gái miền Nam. Nhưng mà có sẵn sàng yêu xa hay không? Hay là chúng tôi chỉ làm tạm chạm dừng chân để mấy bạn vui chơi, sau đó cái mấy bạn lại quay về với những cô gái miền Bắc tôi đã từng yêu trai miền Bắc rồi. Cuối cùng á là đau khổ thôi, rồi cái ông đó ông cũng đi quay gái miền Bắc lại rồi. Nên em nghĩ là em có sẵn sàng yêu xa không? Nếu mà cảm giác mà nếu mà mình yêu nhau ấy, thì em nghĩ là mình sẽ kéo cho nó gần lại. Ví dụ như kiểu là mình sẽ chuyển vào đây sinh sống, tại vì câu lạc bộ mà em dạy cũng có khá nhiều cơ sở trong này, với cả em cũng bị ảnh hưởng ở miền Nam nhiều, em cũng từng ở đây 2 năm. Vậy là nếu như em tìm được một bạn gái thích hợp, em sẵn sàng vào Nam lập nghiệp luôn. Wow. Bây giờ nói cho chị nghe về những ưu khuyết điểm của bạn.
hầu như tất cả cái gì em cũng biết làm hết. Em biết nấu ăn này, biết may vá này, biết nhuộm tóc, biết cắt tóc. Hay quá. Còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em thì là nói xạo. Dạ. Thật mà. Rồi, khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em là hay quên. Hay quên. Với cả bừa bãi thì suy ra là bị lười. Bây giờ chị sẽ là người đi giới thiệu em với các đối tượng tiềm năng. Thì chị cần có một profile để giới thiệu với họ. Hãy cho chị biết điểm mạnh nhất của em là gì mà ngày hôm nay em muốn giới thiệu cho các bạn gái ấy. Điểm mạnh nhất của em đấy là breaking, em là b-boy. Oh yes. Vâng. Vậy thì bây giờ mình làm cái clip đi, cái clip TikTok để quay giới thiệu cho mấy bạn được không? Vâng. Ok. Đi đi. Nào bây giờ quay TikTok cho đẹp đẹp nha, giấu mặt vô, tí nữa mới đưa mặt ra cho nó ngầu nha. Ok chị. Nào bắt đầu, 2, 3, action. Bây giờ giống như trong mấy phim hành động á, trước khi mình thực hiện một pha hành động mình phải có vũ khí. Phăng phăng. Này đồ nghề của em cung cấp. Cảm ơn chị. Đó, lưa xuống dưới. Thì đâu ai kia. Từ từ. Mà bây giờ biết lựa giờ quá, 11 giờ trưa em ơi. Đó đó, quá giờ. Không nhìn thấy nó mặt đâu. Đi mất rồi, em có một bé bên đây. À đây, hả? Cái này, một cặp. Có một cặp đang ôm nhau. Hai nữ. Ê, nữ. Ê, chắc là bạn không? Hai nữ. Biết rồi, nhưng mà bạn bè không? Chắc mẹ con. À, hai mẹ con. À, quá khó nhìn. Đường hôm nay, đường giờ vắng quá. Bây giờ em thích mũm mỉm thì chị nghĩ là phải tia vô mấy quán trà sữa. Vâng. Có ai? Mấy giờ này mấy bạn chưa có đi uống trà sữa. Đây. Lớn luôn. Đây, 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 đây. Đây là hai chị đi làm ra. Đang thử mẹ em á. Vậy lớn hả? Bây giờ vậy. Trời nắng quá, không có ai đi xuống phố đi bộ rồi. Em cũng nghĩ vậy. Bây giờ cái khu của mình đang đứng thì là xung quanh thì cũng nhiều quán trà sữa. Được. Bây giờ mình xuống tìm quán trà sữa. Dần dần. Ok. Đi thôi. Đó. Nghĩ là bạn nữ mặc quần bò. Đâu. Mới ngồi xuống hả? Đâu rồi? Hai bạn lớn, bạn tóc đen hay bạn tóc vàng? Bạn tóc vàng ok không? Bạn tóc đen chỉ thấy tóc dài mà. Mặt bạn cũng mím. Oh, wow. Vậy là lúc mà em tả thực sự là chị cũng chưa đoán được hết đâu. Dạ vâng. Vậy giờ em muốn chị đi giới thiệu em với bạn đó nha. Vâng. Có đối tượng đầu tiên rồi. Bây giờ cầm cái máy quay đem về, ngồi bên kia đợi tình hình chị. Tại vì nếu mà bạn thấy em ngồi thì cũng kỳ đúng không? Dạ vâng. Ngồi bên kia nhưng mà em là tổng tư lệnh. Dạ vâng. Em muốn ra lệnh gì cho chị thì em cứ nói với bộ làm đàn cho chị nghe. Vâng. Hai chị em mình sẽ FaceTime với nhau. Được rồi. FaceTime mà mình tắt tiếng mà nói chuyện với bạn đam. Được rồi. Được chưa? Ok. Yeah. Go. Đi đâu mọi người? Ok. FaceTime. Alo. 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 À, chị em nghe, em nghe. Bạn tóc đen ạ, mặc quần bò, giày trắng ạ. Hello em, chị là Miko Lan Trinh, chị xin phép hai em. Chị với bạn chút được không? Dạ được rồi. À, em tên gì? Em Thi hả? À, bây giờ chị đang tham gia một cái chương trình. Thì muốn mời em dành ra khoảng 15 phút để tham gia chương trình này được không? Chương trình gì vậy? Mai mối cùng người lạ. Là có một bạn nam, bạn nhìn thấy em rồi và bạn rất là thích, thì bạn muốn có cơ hội để có thể nói chuyện với em khoảng 15 phút, em có đồng ý tham gia chương trình không? Dạ, cũng được. Wow. Cho chị hỏi là em bao nhiêu tuổi? Dạ em 21 tuổi. Vậy là em sẵn sàng tham gia chương trình. Yes.
Dạ, đây là bạn Thi, 21 tuổi. Nhưng mà Thi á, rất là dễ thương nha. Đồng ý trước khi biết nhân vật là ai, như thế nào, nói chuyện qua lại nói chung là em. Dạ. Chị nghĩ chắc ế cũng được thời gian phải không? Chắc vậy. Ok, chị em gái tụi mình hiểu nhau. Bây giờ chị giới thiệu cho em coi một cái clip của cái bạn nam đó nha. Mà dáng dấp như vậy được không? Ok, dạ. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị để hai bạn gặp nhau nha. Không ngờ hên ghê. Lúc mà chị chưa kịp giới thiệu gì em luôn, chị mới nói là chương trình mái mối thôi là bạn chịu liền. Ừ, tại vì hồi đó thì bị từ chối nhiều rồi, em chưa bao giờ bị từ chối nên em không có biết. Chứ hồi xưa là người ta lắc đầu không à, không có cái bạn này cũng ừ liền. Dạ, em nghĩ là em sẽ không gặp bạn đó đâu. You don't want to? Oh, okay, it's okay. I don't want to be on television. Thứ hai là 21 tuổi, khác cái hồi nãy em tính chị. Sao thấy sao? Cũng được. Sao? Thứ ba là ban đầu em nói với chị là gu mũm mĩm. Em có dạng gu mũm mĩm mặt tròn tròn thôi. Mặt tròn nhưng mà người vậy được đúng không? Ở vậy cậu là điêu lắm. Ok. Bây giờ vào tích cực tìm hiểu con nhà người ta có tính cách giao hợp hay không nha. Giờ bịt mắt lại đi. Rồi có bậc thang. 1, 2, 3, 1 bậc nữa. Rồi xong. Rồi được rồi. À, chào hai bạn. Không biết là lúc nãy thì Thi có nhìn thấy rõ mặt của Long chưa? À, còn Long lúc mà gọi điện này nọ FaceTime em có nhìn được bạn ấy rõ ràng không? Dạ có. Thì khi mà nhìn em thấy xinh nhất là ở điểm nào? Là tóc. Tựa cái gì tóc thì được. Em có đồng ý cho bạn chạm tóc em không? Ok. Rồi. Sao vậy Thi, cảm giác em giờ sao? Hờ hờ quá. Ở người đàn ông thì em nghĩ bộ phận nào là quan trọng nhất, thể hiện sự nam tính nhất? Vai à? Ừ, cho phép em đó. Sao bờ vai này đủ vững chãi không? Đủ ạ, rộng. Bây giờ có muốn nắm tay không nè? Thi thấy sao? Không biết nữa chị. Em thấy ngại thì thôi chị bỏ qua. Còn thí dụ như em muốn coi là có điện hay không, tại vì chị thấy mấy bạn trẻ giờ cũng thoải mái. Thử à? À, chị luồn tay qua nắm tay con gái người ta đi. Rồi, mời hai bạn cứ để cái tay nắm nó vậy nha, nắm tay đi. Rồi tháo mặt nạ ra, tháo bịt mắt ra nè. Vẫn nắm tay vậy đi rồi chào nhau. Kì hả? Ok, rồi chào nhau đi. Chào. Chào anh ạ. Em muốn hỏi, bắt đầu trước hay bắt đầu trước? Anh gì hả? Dạ. Anh tên là Long, là Nguyễn Hồng Long. Mọi người gọi anh là Jay. À, năm nay anh 25 tuổi. Anh thì ở đâu ạ? Anh ở ngoài Hà Nội. Hà Nội. Ừ. Anh qua đây một tuần rồi. Một tuần. Trong lúc đầu thấy anh chắc là em nghĩ là kiểu mặt này nóng á. Nóng. Nghĩa là anh xăm hơi nhiều á. Là anh phải mặc để che như xăm á, chứ không phải là anh muốn mặc cái này đâu. Nóng quá. Kiểu em có thành kiến gì với kiểu việc xăm mình không? Em cũng có mà. Thế á? Em xăm bên này ngực với cả cổ. Em cũng thích mà, em cũng thích hình xong, nhưng mà kiểu là em không, gia đình không cho phép mình xong á, kiểu chỉ là xong hình nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ em đang đi học hay đi làm? Em đang đi làm. Kiểu làm về cái gì? Bán hàng. Bán hàng? Dạ, trước anh cũng làm bán hàng, trước anh làm nhiều nghề lắm. Bắt đầu đi làm thì anh làm đầu bếp này, sau anh làm xe bán điện thoại này. Hiện tại thì anh đang làm huấn luyện viên, có thể gọi là giáo viên về group X ở trong phòng gym. Nó cũng là một bộ môn mới mà, kiểu đấm võ theo nhạc, nâng tạ theo nhạc, kiểu nói chung là khá là vui, có thời gian nên tham gia thử. Em cũng thích mấy cái đó lắm luôn á. Thế á? 21 là em muốn đi tham gia ra đó, em phải chạy ra Bắc, bay ra Bắc. À, không nhất thiết, em cứ ở đây anh tự đến thôi. Em là người ở đây luôn hả? Dạ, em là người ở đây. Ừ, vô đây một tuần, anh vào đây chủ yếu là để
đưa anh cho anh ăn uống đi chơi, tại vì tháng ấy kiểu mình sinh nhật ấy. Tại vì ở đây hồi trước anh cũng ở trong Sài Gòn 2 năm, ở nhà anh kêu mang ấy, cảm thấy nhau như người nhà vậy. Em có kiểu chị em thế không? Thì ít bạn lắm, em ít bạn lắm, không có nhiều. Anh cũng ít bạn mà, nhìn anh thế này thôi, anh ít đi chơi lắm. Với cả anh không biết uống rượu bia, thuốc lá, các thứ gì hết. Cuộc sống anh chỉ xoay quanh cái việc mà luyện tập thôi. Cứ từ nhà đến phòng tập, từ nhà đến phòng tập, nên cũng không đi chơi nhiều. Cái khoảng thời gian đi dạy lớp kiểu cũng khá căng thẳng, như kiểu giáo viên bình thường á. Kiểu lên lớp này, xong rồi dạy này, trong một tiếng đấy hoạt động liên tục mà kiểu cardio, kiểu độ mạnh ấy. Xong rồi rất là mệt, nó cũng mệt gấp đôi hoặc là gấp ba lần đi đá bóng á. Đấy, xong về nhà mình chỉ muốn làm bườn ra ngủ thôi. Xong rồi tối thì mình phải học bài mới này, soạn giáo án này. Một tiếng của anh diễn ra như thế là anh phải dạy 10 bài. Nhưng mà kiểu như em thế thôi, ăn mãi nhiều một cái thì nó bị chán ấy. Thế luôn luôn phải học bài mới. Anh có muốn tìm bạn gái trong đây không? Có chứ, anh thích con gái Sài Gòn mà. Nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Em thấy thì con gái ở ngoài Hà Nội thì cũng dễ thương mà. Dễ thương lắm luôn. Nhưng mà kiểu mình thích giọng trong nam hơn. Có thể là trước mình ở đấy kiểu một thời gian lâu ấy, nó bị ảnh hưởng nhiều quá. Vậy lỡ bạn gái nó trong đây là sao? Thì thu xếp vào đây thôi. Anh bị làm việc theo kiểu cảm xúc nhiều ấy. Ở đâu mà anh cảm thấy thoải mái thì anh làm mà. Lúc trước cũng có quen một người. Nhưng mà kiểu như là cái người đó mà mình dành tình cảm nhiều quá. Nhưng mà ở xa, quen xa thì mình không biết được là người ta như thế nào. Mình không có nắm rõ nhưng mà mình tin vào người ta. Thì lúc đó là em được nghỉ dài hạn á. Xong rồi em đi thăm người ta, kiểu như là thăm bất ngờ á. Xong rồi xuống tới nhà thì thấy người ta đang kiểu giống như là... Trời ơi, lại một câu chuyện buồn. Một cái khung cảnh không muốn thấy. Một cô gái khác nằm trên tay người ta vậy. Ê, có nghĩa là ở đây toàn là hai người với đã từng có hai cái sừng đúng không? Dạ. Yeah. Làm gì nhắc tới chuyện cũ mà buồn dữ vậy? Đâu, em đang lắng nghe. Ok. Vậy thì bây giờ hình như là ở Thi cũng không có thích quen xa. Dạ. Nếu mà quen thì phải thu xếp nó được là được. Thứ nhất vậy. Thứ hai là nãy giờ cho quá nhiều thời gian để trò chuyện rồi. Giờ chị cho chị mượn cái khung cảnh này chị nói chuyện riêng với Thi một xíu được không? Được. Rồi, mời Cưng. Tí nữa chị em mình sẽ gặp lại nhau nha. Tâm trạng sao rồi em? Thấy rung. Vẫn còn rung luôn? Vâng. Nãy giờ nói chuyện từ đầu tới cuối thấy rung. Vâng. Mà em thấy ảnh làm sao? Ảnh kiểu như là nhẹ nhàng. Nếu như mà có thể mà tiến hơn thì có thể là cảm giác sẽ ấm áp, là một người ấm áp. Có chữ nhân không? Được không? Ấy, trời ơi, vậy là chị thấy có vẻ tiến triển hả? Trong lòng em thấy có cảm tình. Dạ. Nếu như mà có cơ hội thì em cũng muốn tìm hiểu. Dạ. Chính thức tìm hiểu nhau. Thì bây giờ là đợi chị nha. Đợi chị để coi chị hỏi ý kiến bên kia làm sao. Dạ. Được không? Dạ được. Em nắm tay bạn, có những cái chạm nhẹ như vậy thì mình trong lòng mình có cảm xúc nào không? Đương nhiên khi mà con trai rồi, từ lâu nắm tay con gái thì kiểu tim nó cũng bị đập nhanh và mồ hôi ra hơi nhiều. Lúc đấy em đang bị căng thẳng, hơi hồi hộp ạ. Hồi hộp? Đúng ạ. Thật sự ở bên ngoài nhìn em mặt lạnh như tiền à. Giờ hỏi chứ thiệt, cái lạnh này là thích hay không thích? Cũng thích. Bây giờ chị phân tích Cưng nha. Đúng ạ. Mình có 3 cơ hội. Đây là người đầu tiên. Đúng ạ. Chị thấy bé rất dễ thương. Đúng rồi. Và bé rất chịu mở lòng luôn. Đó là cái ưu điểm. Nhưng mà cái khuyết là giống như cái cuộc nói chuyện đầu tiên của tụi mình á. Đúng ạ. Bé không giống lắm với cái gu đầu tiên mà chị em nói với chị nghe. Đúng ạ. Em mới bảo là cung. Đây là 3 lựa chọn em có thể. Đầu tiên, nếu em thích bạn, hãy qua nói với bạn. Thứ hai, nếu em vẫn còn lăng tăng, muốn thử thêm 2 cơ hội còn lại, chị sẽ đi xin số điện thoại của bạn cho em để phòng khi. Thứ ba, em thật sự cảm thấy em và bạn gái này không hợp với nhau. Được. Thì thôi, chị sẽ đi xin lỗi người ta, nói người ta thôi đừng buồn. Được. Quyết định của em là em muốn chắc chắn hơn về cảm giác của mình, em muốn thử thêm một cơ hội nữa. Tại vì là em không muốn là khi mình chưa chắc chắn gì đấy mình đã vội đồng ý thì tạo cái cảm giác mà em cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Có xin số điện thoại bạn không? Hay là thôi luôn? Chắc là em sẽ xin lỗi thôi. Vì em không muốn con gái càng bị kiểu bị lựa chọn, không có lựa chọn nào khác phải đến mình. Nhưng mà đến như em cũng sẽ cảm thấy là buồn vì đấy. Thế là em sẽ quyết định là xin lỗi. Chưa thấy ai mà người ta kêu làm nghề mai mối là đã ngu rồi mà. Gặp thêm mai mối mà kiên đau phủ.
Ây à, lại nhiều khó khăn. Ok, chị nghe lời em, ngồi đây ha. Ủa? Chị đi xin lỗi người ta. Bên Kim nói là vậy đó, nên chị qua chị muốn xin lỗi cưng. Dạ không sao ạ. Em không có tức giận gì hả? Dạ không, không. Em như cái một buổi sáng uống cà phê xong rồi bị kéo ra làm phiền, xong giờ người ta lại vậy. Dạ đâu sao đâu. Ờ hả? Dạ. Ok, vậy là tâm trạng thoải mái bình thường đúng không? Đâu có đâu, em bình thường mà. Ok. Dạ. Cảm ơn chị. Nhìn bằng mắt thường trước đi. Kìa kìa, kìa kìa, kìa kìa. Gầy quá hả? Rồi, công cuộc. Sáng tay áo lên tìm. Em phải có niềm tin. Người ta kêu tình yêu là định mệnh mà. Chị đã từng rồi. Đứng với một bạn ở ngoài đường á hả? Một tiếng đồng hồ. Xong bước vô y lại cái chỗ cũ luôn. Tự nhiên thấy một cô gái xuất hiện trong khi cái chỗ đó đi nãy giờ đi nát rồi không thấy. Xong rồi bạn nó thích nhau luôn. Thiệt. Phải vậy, em phải có niềm tin. Ừ, người ta phải thấy em có sự thành ý. Chưa thấy người thì cố gắng chứ. Từ đi. Chỉ cần một người xuất hiện thôi, đúng không? Vâng. Sao đi qua đây cũng chống chơ người ta. Bây giờ đứng trước ngã tư đường, em nhắm mắt lại đi rồi em suy nghĩ giờ đi thẳng, trái, phải hay hoành ngược lại. Cô ấy đang ở đâu? Sao bên phải? Rồi, qua phải. Phải là tới tiệm ăn cơm. Mọi người ơi, bạn Long kêu là bên phải nha. Bên phải đang có. Có nắng. Có cô gái mới đi vô. Ôi, nhìn kỹ đi, ok, dễ quá vậy. Thiệt không? Nhưng mà đi với cả bạn hay sao? Đi với một... Nè, em nhìn cô bạn gái đằng sau nè, em thấy không? Thấy á. Áo đen phải không? Hay là cô bạn của cô áo đen? Chắc là cô bạn ạ. Chốt chưa? Vừa. Chị lên hỏi ý kiến ta nha. Chị Ly đây. Hello em. Hello hai bạn. Em có thấy chị đứng ở dưới đúng không? Dạ em đúng rồi. Chị xin phép em cho chị hỏi em bao nhiêu tuổi? Dạ em 10. Dạ em 10. Em 20 tuổi. Em 20 tuổi. Sao tự nhiên nói 10. Tính nói 19 phải không? Dạ. Em nhớ là sinh nhật rồi. Dạ chưa qua sinh nhật. Rồi, 20 tuổi. Em có bạn trai chưa? Dạ, em chưa. Em có muốn tham gia vào một chương trình mai mối không? Chị mời cưng mà. Dạ, em không. Em không thích hả? Tại vì vậy nè, có một bạn. Bạn đó là nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay. Bạn thấy em, bạn rất là thích em. Nên bạn muốn kêu chị mời em tham gia tốn khoảng 15 phút. Nếu em từ chối thì coi như là bạn mất cơ hội này. Thì cái đó là một sự quyết định của em. Thực sự em cũng hoàn toàn không tham gia cũng không sao. Nhưng nếu em tham gia thì giống như là em cho một chàng trai một cơ hội vậy đó. Em ngại lắm chị ơi. Em ngại hả? Ồ, vậy em quyết định là không tham gia. Ok, tiếc quá. Ai được rồi, chị tôn trọng hai cưng rồi, cứ ngồi chơi ha. Chúc hai em có một buổi chiều chủ nhật thật là vui nha. Ừ, cảm ơn em. Bye. Trời ơi, tôi nể mấy bạn này ghê. Chị đứng ở đây, chị không có nhìn thấy rõ gì hết. Bước lên, vô cùng xinh luôn. Rất là đẹp mà sao em hay vậy? Khả năng nhìn người, nhìn một cô gái xinh của em quá thật là rất cao luôn á. Quá đẹp vô cùng. Nhưng mà người ta ngại không muốn tham gia chương trình TV. Đúng ạ. Coi như là mất cơ hội thứ hai. Còn một cơ hội nữa. Nếu như ngày hôm nay mà thất bại thì em nghĩ sao? Em thấy chắc là do số mình nó vậy thôi à. Sẽ còn buồn đúng không? Vâng. Nhưng mà cố gắng hết sức lần ba nha. Vâng. Lần cuối cùng. Đi. Thấy chưa? Tới hồi bị từ chối rồi mới biết ba cơ hội nó lẹ như thế nào. Không phải dễ đâu mà có người đồng ý. Tất cả duyên nó ghê lắm. Rồi, dụng cụ đâu? Bạn đang chụp hình. Chụp hình như người ta không dành thời gian cho mình nữa. Còn bạn ngồi đó.
Còn cái bạn ngồi á? Chắc là mẹ của bạn kia. Hả? Mẹ đâu mà mẹ? Vợ em nhìn nhầm. Nhầm rồi. Mang đôi giày có gót cái kia mà. Chưa thấy mặt. Nhìn nữa coi. Chọn. Chọn hả? Vâng. Đây, đây là bạn áo trắng. Còn có bạn kế bên là bạn tóc xanh. Bạn tóc xanh cả giờ vẫn chưa thấy mặt. Chưa sao nè. Đây bạn áo trắng nhá. Áo trắng chị là chị hỏi nha. Vâng. Lần ba ở nha. Em nghĩ đây là cô hợp cuối cùng của mình. Nó không có duyên chắc là chịu thôi ạ. Em nghĩ như thế nào về con gái nước ngoài? Em không biết tiếng Anh. À, vậy hả? À, vậy thôi. Ok, câu hỏi cuối cùng này nha. À, chị đi đây. Parting. Em ơi, cho chị nói chuyện với em hai em một tí xíu được không? Dạ được. Cho chị nếu mình hỏi gì sai em đừng giận nha. Dạ. Hai em có phải là người yêu của nhau không? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. À vậy hả? Rồi, dạ, chị hỏi vậy thôi à. Rồi, chúc mừng. À, chúc cho tụi em có một ngày chủ nhật thật là đẹp nha. Cảm ơn. Thấy chị hay không? Thế thôi. Hôm nay không có duyên rồi. Nhưng mà đi ngang qua bạn tóc xoăn nó thì thấy hợp với cưng lắm. Giống em tả lúc đầu, nhưng mà thôi cuối cùng ổng chọn người ta thì thôi giờ hết cơ hội rồi. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là sau nhiều tiếng đồng hồ coi như là quần thảo ở khu vực phố đi bộ quận nhất cùng với bạn Long thì người ta cứ tưởng là đầu xuôi thì đuôi lọt, nhưng cái sự gật đầu đầu tiên rất là nhanh chóng của một bạn, nhưng mà sau đó thì hơi khựng lại một tí xíu, tại vì bạn Long thì cũng có những cái sở thích nhất định của mình, và nên cuối cùng thì chúng ta cũng đã thử rất là nhiều những cơ hội tiếp theo nhưng không thành công. Cảm xúc của Long bây giờ như thế nào? Hơi vội một chút thôi, nhưng mà không sao, tại vì có thể không có duyên, quan trọng là thời điểm thôi. Đồng ý. Hôm nay không phải là thời điểm tốt để Long có thể gặp được người ấy. Nhưng mà quý vị khán giả thân mến, nếu có cô gái nào nhìn thấy Long ngày hôm nay và tin được rằng có thể chinh phục chàng trai này, thì hãy đưa cho anh ấy một cái cớ để vào Nam lập nghiệp đi ạ. Hãy liên lạc với chương trình Mai Mối Cùng Người Lạ, liên lạc với Nicole Lan Trinh để bạn Long sớm thoát ế.